Lọc cái dừa mình ngồi ở gần cái cây bông qua mẫu đơn. Qua mẫu đơn của mình tới nay là nó đang vô mùa hay gì đó. Nó ra bông quằn quải hết trơn. Đợt nào nó cũng ra bông hết trơn rồi nó có trái nữa chứ. Mình lọc cái dừa này ra. Cái dừa này mình lọt mình đem vô mình chậm lên rồi không quẹo. Rồi mấy cái dừa vô chậm luôn để đợi mưa xuống cái nó ướt. Cái dừa toàn á mình đập cái nó dễ bể hơn cái dừa dài. Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm cái món sữa bí đỏ. Mình uống sữa bí đỏ này uống cũng tăng cân nè. Mình ốm thì mình uống sữa bí đỏ. Uống cho tăng cân, mình làm sữa tăng cân. Rồi cả nhà cùng xem mình làm món sữa bí đỏ này nha. Trái bí của mình ngon ghê luôn. Mình thấy nó da nó vỏ nó cứng ngắc. Mình mua trái bí nè. Mà cái da nó cứng thì nó ngon, còn da nó mềm nó không ngon. Trái bí này nó cũng đặc ruột nè các anh chị. Nó không có là bọng. Trái bí tròn thì nó hơi bọng hơn. Bí này là kêu bí hồ lô. Rồi bí mình cắt ra. Bí này làm như chưa già không. Mình thấy cái hộp nó gì. Nó không bự vậy đó. Nó tại khúc tên. Mình chẻ này ra coi. Cũng già rồi. Mà tại cái màu nó không được đỏ không. Giờ mình bỏ cái hộp. Cắt nhỏ nhỏ ra mình để vô cái tô mình đem hấp. Mình cắt nhỏ thì mình hấp nó mau chín nha các anh chị. Mình cắt lớn thì mình hấp nó lâu chín. Mình cắt mình bỏ vô cái tô này. Mình đem như mình hấp. Bây giờ bí mình nướng muối nha các anh chị. Rồi mình bắt nước lên mình hấp bí. Rồi mình để cái tô vô. Tô bí mình vô. Để nắp lại mình hấp. Rồi giờ mình dắt nước cốt dừa. Mình lấy cái nước cốt hơn các anh chị. Mình không có lấy nước dảo. Rồi bí đỏ của mình chín rồi các anh chị ơi. Giờ mình nhắc sớm nha. Chiều nay ở dưới sông mình nước sát người ta đi chài quá chừng nữa. Rồi giờ mình lấy bí ra. Bí mình nguội rồi các anh chị, mình nhắc xuống mình nguội rồi nè. Giờ mình để vô cối mình xay. Cho nước cốt dừa vô mình xay. Xay mau ghê. Vừa xay lên chút xíu. Dài ha, dài dây cái gì nó dự hết trơn.
cho ra cái tiện nè. Mình cho cái bịch sữa tươi này vô để mình tán cối cho nó sạch cái cối. Mình cho vô 2 bịch sữa tươi các anh chị. Mình làm nửa ký bí, mình cho 2 bịch sữa tươi. Rồi mình rót ra cái tô bí, mình tổng lên 2 bịch sữa tươi của mình được như đây. Cho sữa đặc vô luôn nè các anh chị. Mình cho chừng nửa lon sữa đặc. Mình cho vào đây mình lượt lại. Lượt lại cho sữa mình nó mịn màng nó ngon. Rồi mình gây cho mấy cái bận bận của bí á, cho nó còn lại, lượt lại cho sạch. Cho sữa mình nó dễ uống nó ngon nữa. Các anh chị và các bạn ơi, mình có một lô dầu dừa. Mình thắng chị Phượng ở Mỹ đặt mình, mà mình nghĩ là gửi một lần được, mà giờ gửi một lần thì không có được, gửi nhiều lần mới được. Gửi một lần chỉ có 2 lít hoặc 2 lít rưỡi à, mà mình thắng tới 9 lít lần. Nếu như 9 lít gửi một lần thì nó chỉ có 4 triệu mấy, chưa đầy 5 triệu. Mà mình gửi một lần từ từ 2 lít tới 2 lít mấy, gửi mình vừa gửi cho chị 3 ký, 3 ký thì 2 triệu 2. Cái tiền cước mắc quá cho nên chị không lấy nữa. Chị lấy có 1 lần hả? Có 2, được có 2 lít chứ mình gửi cho chị mấy cái lá cẩm thôi. Thì là 3 ký 2 triệu 2 cho nên tiền cước mắc quá rồi chị không lấy nữa. Giờ mình còn mắc kẹt ở tên công ty là 7 lít dầu dừa, mình thắng 9 lít, còn lại 7 lít. Thì các anh chị và các bạn nào có xài dầu dừa ủng hộ giùm mình, người một chai cũng được. Một chai thì 100 ngàn một chai. Một chai 330ml. Thì mình bán 100 ngàn. Thì các anh chị ở quảng ủng hộ giùm mình cho hết. Giờ ở tỉnh thì mình đem về đây thì nó cũng khó nữa. Tại vì vụ dịch này nè, khó chuyển nó. Đây cái mình chuyển lên tỉnh, đóng thùng xong hết trơn rồi ra sân bay rồi, rồi cái người ta không có cho đi, người ta tả tay lại công ty. Rồi hôm sau á, mình mới điện mình hỏi chị, rồi chị mới nói gửi lần lần qua cho chị. Rồi thấy tiền cước mắc quá, rồi chị nói thôi đừng gửi nữa, gửi một lần vậy thôi, có 2 lít hả, giờ mình còn 7 lít. Mình thắng 9 lít dầu dừa, mình thắng cũng khoảng có 10 ngày mới xong. Hồi giờ mình đem về thì cũng được, nhưng mà đem về vận chuyển thì nó hơi khó khăn chút. Mình muốn các anh chị và các bạn mua và ủng hộ giùm mình, người con trai. Mình nếu như được sự ủng hộ của các anh chị và các bạn thì mình cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Giờ mình bắt sữa mình lên mình nấu lại. Sữa mình gây rồi ha, nó mịn trơn thiệt là ngon ạ. À, nó gọi kìa. Ơi, tay nữa, hai tay. Có anh này con đâu, con làm mặt xấu cho ông bà coi kìa. Nè, nè con làm mặt xấu đi. Nè quay ra nghe em kính. Đó. Mì gió rồi. Rồi sữa mình sôi rồi mình nhấc lên. Mình gốc nó vừa vô chụm để hồi tầm mưa. Rồi mình rót ráo hết. Sữa mình tên thiệt ngon luôn. Đá vô ly. Chuẩn bị mình rót sữa vô uống. Giờ mình rót sữa vô. Thơm quá.
Mình mời cả nhà cùng uống sữa bí với mình cho vui nha. Xin chào cả nhà. Mời cả nhà cùng uống sữa với mình. Mình uống cái sữa bí này uống có lợi cho sức khỏe dữ lắm các anh chị, uống ngon lắm. Ngon quá, thơm. Uống thiệt ngon. Nó béo béo có mùi nước cốt dừa. Thì nó ngọt. Có vị của bí á, mình nghe mùi ngon thơm ngon dữ lắm. Có nước. Xin chào cả nhà. Mời cả nhà mình uống. Uống béo quá. Có nước cốt dừa, thơm mùi nước cốt dừa sợ được. Sữa này uống tăng cân thiệt mà. Béo quá. Sữa này mình uống tăng cân. Nếu mình uống khoảng chừng 10 ngày chắc có thể tăng cân. Ngày nào mình cũng uống. Nó quậy làm rồi để trong tủ lạnh. Thơm béo cốt thơm dừa. Mà béo quá. Ngon. Này hai loại thơm sữa. Không? Không có cái này rồi mình đưa mình buộc lại mình đưa tủ lạnh này cho nó đặt lại mà. Hành nó ngon kem, mà. Kem bí. Xin tố. Tố bí. Chắc ngon lắm ta. Ngọt ha. Ngọt mà nó béo nó ngon. Láng lình. Tại mình rây nó láng lình rồi. Mua hết rồi. Này mình uống nóng cũng ngon mà mình uống lạnh cũng ngon. Cái này mình uống lạnh ngon. Ừ. Nóng đậu bò đá được. Ừ. Gót nữa không? Gót không? Dòng miếng nè. Uống một ly và no luôn. Này cho bé uống thường chắc tăng cân. Này uống thường tăng cân quá không? Ngày no quá. Uống một ly no luôn. Cái sữa bí của mình thì nó thơm, béo thì vị béo của nước cốt dừa, vị ngọt của sữa, vị thơm của bí rất là ngon. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Và bây giờ gia đình mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo của mình.